Nay thì lại vào bếp làm một món mới cho cô Ca nó ăn. Món của ngày hôm nay thì chủ yếu là từ củ mài. Mấy bữa nay thì bé cô Ca nhà hàng nó có xíu cái nan, làm củ mài cho nó ăn thì củ mài này nó giúp cho bé ăn ngon hơn với cả tiêu hóa tốt hơn nữa. Cạo vỏ củ mài mọi người nhớ đeo bao tay vô, chứ mà cái nhớt của nó ra tay thì ngứa dữ thần luôn. Xắt từng khúc nhỏ như vậy nè, sau đó thì đem đi hấp cho thịt là chín nha. Trong thời gian chờ đợi nó chín thì nhà hàng đi ăn cơm trước. Mà coi ông Dịch Dương kìa, ông vừa ăn mà ông vừa bế em ông đó. Trời ơi, ông này ông vừa gội đầu coi ông sấy cái tóc xù lên luôn. Ăn cơm xong thì củ mài cũng vừa chín rồi nè, đem bả đi nghiền nát ra. Không có cái nghiền, không có cái dặm thì thôi, lấy cái muỗng này á, là phải đè cho thịt nát, thịt mịn mới được. Sau đó thì bỏ thêm ít bột mì nữa, lại trộn đều nó lên. Ăn thì bỏ ít bột mì, nếu như mà muốn ăn dai hơn á thì mình bỏ nhiều bột mì thêm một xíu nữa. Dùng cái muỗng đè cho nó đều mà thôi, cực quá. Đeo bao tay vô ấn nhẹ cho nó lẹ nè, xong rồi vo vo cho nó thành một cái dẹp để xíu dễ cắt. Món này thì kết hợp cùng với cà chua cùng với trứng gà nữa. Cắt cà chua nhỏ từng khúc này nè, nhưng một cái bà dao này bà hơi cùn rồi thì bắt bếp lên. Sau đó thì đổ cà chua vô xào nát ra. Xào một hồi thấy nhà, ủa sao nghi ngút khói vậy trời. Trời ơi, quên bật cái máy hút khói. Tới đây là còn cái khúc mà bỏ nước rồi bỏ trứng gà vô nữa. Mà nó nhỏ nó quay xong nó quên nhấn nút quay nữa cơ. Cắt cái này thì nó dính vô kéo quá, cho nên là phải làm vậy đó. Thêm miếng gia vị nữa là xong rồi. Đơn giản vậy mà, có khó khăn gì đâu. Đổ ra tô rồi cho ông cô Ca ông ngồi ông xúc ông ăn. Củ mài kết hợp với trứng với cà chua là cực kỳ dinh dưỡng luôn đó nha. Cô Ca cấp này đi học khỏi cần rút đồ ăn. Cô giáo cũng dặn là về nhà đừng rút đồ ăn cho nó nữa. Còn đây là thùng quà mà Quang Linh gửi qua cho Hằng. Hẹn mọi người gặp lại ở clip tiếp theo đập hộp nha.